Xin chào tất cả quý khách hàng thân yêu của Minh Thiên nhá. Đến hẹn lại lên, hôm nay Minh Thiên lại quay video để hướng dẫn cho các bác là chạy một cái máy ly tâm. Đây là Minh Thiên vừa sản xuất ra một cái máy ly tâm chạy con tiện đây các bác nhá. Đây ạ, các bác có thể xem này. Chiếc máy mini này là các bác mua về thì các bác chỉ chạy nguyên bằng con lục bình thôi. Đây ạ các bác nhá, nếu như bác nào mà làm nhiều thì mua một cái máy chạy hàng rào và một cái máy chạy con tiện. Đây ạ, đây ạ, em sẽ quay video cho các bác xem là cái một chiếc máy ly tâm mini dùng để chạy khuôn con tiện. Đây ạ, cái máy này chúng ta chỉ chạy được riêng khuôn con tiện từ 80 phân trở xuống thôi các bác nhá. Đó, đây ạ, đây là một chiếc máy ly tâm chạy con tiện. Đây ạ, đây ạ, em sẽ quay cho các bác hướng dẫn để các bác sử dụng cái tủ điện các bác nhá. Đây ạ. Đây ạ, mới bắt đầu này. Bắt đầu đây là tủ điện này thì đây anh có thể nói to lên một chút để cho các bác nghe thấy. Đây là cái nút dừng khẩn cấp này, còn trong này là nó mỗi một zona này. Zona mình phay đây là nó lên nhiệt cao là tốc độ cao hay chậm là nó lâu ngắt máy hay chậm. Đây là điều chỉnh tốc độ. Cái nút này là điều chỉnh em xin lỗi. Điều chỉnh thời gian. Thế bình thường máy là chạy nhanh hay chạy lâu thì mình phay ở đây. Cho về đây thì nó nhanh ngắt đây máy. Ạ, đây ạ. Đây là khi chúng ta chạy con tiện thì chúng ta sẽ chạy từ 1 phút rưỡi cho đến 1 phút rưỡi cho đến 2 phút thì các bác sẽ cài đặt nhá. Từ các bác cài đặt ạ, riêng con tiện này các bác chỉ chạy 1 phút rưỡi đến 2 phút một chiếc khuôn thôi, xong sau thì bác nhắc ra. Đây điều chỉnh thời gian chạy này. Xong rồi đang nắp máy vào này. Đây là nút chạy. Đây là nút bật. Đây ạ. Đó, các bác có thể xem nha, đây em sẽ quay cho bác. Đây khi bật đấy lên thì cái máy nó sẽ chạy như này đây. Đó. Các bác có thể xem nhá. Đó. Nó sẽ chạy từ 1 đến 2 phút nó sẽ dừng lại. Đây ạ. Tại sao em lại phải kê cái chăn ở đây? Là vì khi các bác mua máy về thì cái bệ bên này thì bác kê cho em lấy 1-2 bao tải cát các bác nhá. Đó, đây nó hết giờ nó sẽ tự ngắt đấy. Các bác kê cho em lấy 2 bao tải cát này lên đây để thứ nhất là để giữ cho cái chân này nó đỡ khỏi bập bênh. Thứ hai nữa là để làm cái bậc đi lên xuống. Tức là khi các bác còn phải đi lên đây, tức là bước lên đây để thả cái con song xuống. Đó, thả con song vào trong máy. Xong khi nào mà máy chạy xong thì các bác vẫn phải bước lên cái bậc này để các bác nhắc con song ra các bác nhá. Đó, nhắc cái khuôn con tiện ra. Đó, khi các bác nhắc cái khuôn con tiện này ra là các bác đã chạy xong được một chiếc khuôn con tiện ly tâm rồi. Đó, thế còn em sẽ quay lại cho các bác này. Còn đây là cái nút. Đây là nút dừng khẩn cấp. Đó. Đây nha, ví dụ là mình là chạy này. Đó. Đấy, bấm nút chạy thì máy sẽ chạy các bác nhé. Trong quá trình chạy, mà có cái gì sự cố hoặc là có sự cố gì mà các bác cần phải dừng khẩn cấp thì các bác dí vào cái nút đấy hộ em. Đó, dí vào cái nút. Xong rồi xoay cái này nó lên. Xích tốp vào đấy. Đó. Xong khi các bác dí vào cái nút này xong, đó nhá, thì các bác lại mở ra để chạy tiếp con nữa. Thì bác xoay theo chiều kim đồng hồ. Một cái khi các bác xoay này nhá, các bác xoay này. Đó, xong có tạch một cái thì cái nút này nó nảy lên này. Đó thì các bác lại bấm nút tiếp. Bấm nút lại chạy tiếp một lần thứ hai. Đó, khi các bác bấm nút thì máy lại chạy tiếp nhá. Trong máy chúng ta cài đặt hẹn giờ rồi. Thì đến 1 phút rưỡi hoặc là 2 phút đến 2 phút thì máy nó sẽ tự ngắt các bác nhá. Đó. Khi cái máy này nó tự ngắt này thì là các bác lại nhắc bỏ con song ra. Đó các bác nhé, khi cái máy nó tự ngắt thì các bác lại nhắc con song ra. Nhắc bỏ con song ra thì các bác lại chạy tiếp một con thứ hai. Đó, cứ liên tục như thế các bác nhé. Đó. Đó là em đã hướng dẫn để cho các bác sử dụng máy ly tâm mini để chạy nguyên con tiện rồi các bác nhé. Đó. Các bác có nhu cầu liên hệ mua máy ly tâm thì liên hệ đến Minh Thiên. Bên em vẫn có số điện thoại là 0981 441 808 và số thứ hai là 033 300 1190 ạ. Đó, đây là riêng máy ly tâm mini để chạy riêng con tiện các bác nhé.
Đó, Sở Minh Thiên là cung cấp tất cả các loại khuôn mẫu, khuôn hàng rào, khuôn con tiện và các loại khuôn chạy ly tâm các bác nhé. Đây ạ, em có thể quay qua cho các bác. Vẫn cái xưởng quen thuộc, mọi khi em vẫn thường quay video cho các bác. Đó, các bác có nhu cầu các loại khuôn mẫu đó thì các bác liên hệ cho bên em. Bên em sẽ cung cấp đầy đủ các loại khuôn mẫu xây dựng cho các bác ạ. Đó nhá, người thực, việc thực đây, tất cả các loại khuôn mẫu đây các bác nhá. Đó, khuôn hàng rào, khuôn con tiện này ạ. Đây ạ, chiếc máy ly tâm để chạy riêng con tiện này các bác nhé. Đây ạ, khuôn con tiện này, nhà em có sẵn tất ở đây các bác nhé. Đây ạ, tất cả các loại khuôn con tiện ạ. Đó, hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2020. Sở Minh Thiên là quay video để hướng dẫn cho các bác sử dụng một chiếc máy ly tâm mini. Đó, tất cả các loại khuôn mẫu các bác nhé. Sở Minh Thiên lúc nào cũng có sẵn ở kho, sẵn sàng để phục vụ cho tất cả các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đó. Hôm nay thì Minh Thiên tạm thời quay một video nhỏ để hướng dẫn cho các bác sử dụng máy ly tâm thôi. Đó, các bác nhé. Minh Thiên không biết nói gì hơn, đã xin trân trọng cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của Minh Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.